sẽ cho bạn đã quay trở lại với chế độ Home Lazy Bee nha bạn. Đây, hôm nay mình làm video tiếp theo cho bạn xem đây. Đó, một con gà mái các bạn ơi. Một phía trước không gà mái. Mình gỡ chim cho bạn xem. Ui, một cái con nữa bạn, hai con mất rồi. Bây giờ mình đi gỡ chim cho bạn xem. Đây được một con gà mái đâu bạn. Gà má các bạn. Gà trống tơ các bạn. Đấy bạn. Rồi nước mát rồi các bạn. Giờ mình đi qua tí rồi bạn xem này. Đi gửi tiếp nha. Bây giờ mình sẽ đi gửi con này chúng ta cho bạn xem nha. Mình hình như có con gà nước má nè các bạn. Thấy nó giống giống luôn. Phải đi. Con gà cũng có gì. Không nghĩ cho con gà nước má đâu bạn. Giờ mình sẽ gửi cho bác xem. Ô, con gà nước má bạn. Đem thôi. Đúng rồi, con gà nước má. Không phải bạn. Còn mấy nhóc các bạn. Mấy nhóc mình kìa. Mở nhót các bạn. Điện đâu không gần nó mất. Đây em. Đây, mở nhót này. Gửi cho mọi người xem. Đó, bây giờ mình đi vô lại trại mình nha bạn. Bây giờ mình đi vô trại thôi bạn. Hai con rồi bạn. Bây giờ mình đi vô trại nha bạn. Thấy bạn. Xong rồi hồi mình đi gửi chim xong bây giờ mình nó vô tới trại rồi nha bạn. Đây bạn, được nái chim nữa bạn ơi. Nái chim nữa bạn. Nái chim các bạn. Giờ mình sẽ bắt ra cho bạn xem nha. Đây nha bạn. Bốn em đâu bạn ơi. Năm em. Sáu em.
đó là người thật sự đến thực tại hơn. Bởi vì người Việt Nam có thể tự tướng như năng người, nơi tự tướng và gần đây là những cái tên bởi em. Với lại một em mã nhót nào à? Còn đây là cua của ai? Đây bạn, đó, đỏ Âu luôn mà, màu đỏ Âu luôn. Màu nào cũng có màu hết bạn. Được bo máy với lại bóng trích nhau bạn. Các bạn ở miền Bắc có gì không? Mình ở trong miền Nam có gì không? Cho mình ở miền Trung thì còn tạm tạm được các bạn ơi. Sắp cuối mùa rồi bạn. Ô. Bạn nào cần tiếng chim gì thì bấm đăng ký kênh và subscribe đăng ký kênh cho mình một lượt like để có động lực rồi ra nhiều video mới cho bạn xem nha. Đó các bạn. Còn tiếng chim, tiếng đồ gì các bạn cần thì bình luận ở dưới mình sẽ gửi mail cho các bạn. Đây bạn. Đây. Thôi bây giờ mình bỏ chim vào đi về nha bạn. Về đi bắn chim thôi bạn ơi. Bắn đâu đâu. Giờ đi về nha bạn. Về đi bắn chim bạn. Bỏ vô đi được. Đây bạn. Đây trại ngủ của mình các bạn. Mình làm trại này luôn ở ngoài đồng các bạn. Đó bạn. Rồi, lưới mình đây. Đồng mình đây. Thôi, bây giờ mình đi về nha. Nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ subscribe và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.